Trước khi em bóp á, cho em hỏi cái thường là cái nằm ở vị trí nào là sẽ thắng anh? Vị trí này nè. Bóp đi, bớt thả thính nhau lại. Đầu tiên sẽ được giới thiệu cặp đôi rất là dễ thương, rất là đáng yêu với những bài hát song kiếm hợp bích của mình. Xin được giới thiệu Chu Đăng Dũng và RT. Wow. Cảm xúc của Chu Đăng Dũng khi đến với chương trình? Cảm xúc ạ? Dạ. Em vẫn chưa có kịp có cảm xúc gì. Ôi, em vừa mới đi ra. Dạ. Thấy các bạn khán giả ở đây vỗ tay cho mình thấy sao nè. Rất là hạnh phúc ạ. Cảm ơn mọi người. Còn RT, bên cạnh cái việc rap của mình thì mình có hay đi chơi cùng với bạn bè không? Có ạ. Có. Dạ. Đi chơi ở đâu nhiều nhất? Sao phải suy nghĩ vậy ta? Được cái RT hỏi những cái câu hỏi thì trả lời rất là lâu. Vậy thì nếu như mà có tất cả những người chơi họ đặt vấn đề với bạn, họ tác động tới bạn, thì bạn sẽ giải quyết như thế nào? Sao dạ? Từ từ giải quyết. Cũng được. Đó chính là sự bình tĩnh của bạn và cách chơi của những người chơi của chúng tôi. Và ngày hôm nay chào đón RT và Chu Đăng Dũng. Xin mời các bạn về vị trí bên này ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau một cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, trai xinh gái đẹp, diễn giỏi, hát hay. Xin được giới thiệu diễn viên Tam Triều Dâng và ca sĩ diễn viên Gin Tuấn Kiệt. Ý, Gin ơi, ngày hôm nay sao em lạng qua đây vậy? Xin cho phép Linh Tuấn Kiệt gửi chào đến tất cả quý khán giả đang có mặt trong trường quay và các quý khán giả đang xem đài truyền hình ạ. Dạ, rất chân đầu. Và bên kia là Tam Triều Dâng, bạn diễn cùng với lại Gin. Dạ. Nhưng mà tại Gin bước qua đây là tại Gin thấy anh Minh Xù có mặc áo cặp cùng với Gin à. Vậy hả, đẹp đôi không mọi người ơi. Dạ. Thôi nói chứ tội nghiệp bé đó, em tưởng qua đây. Rồi, không ai vỗ tay luôn em ơi, có nghĩa là hợp lý rồi. Hôm nay thì ai cũng phong cách hết trơn á, thời trang là rất là đẹp rồi. Các bạn có thể gửi một lời chào mà kiểu ấn tượng nhất đến tất cả mọi người được không? Ví dụ như Tam Triều Dâng đi. Cái đó là chào đó hả em? Nói chung là lần đầu tiên cho phép Tam Triều Dâng được chào đến tất cả các bạn khán giả đang ngồi xem chương trình, cũng như là tất cả các khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ một lời chào thân thương nhất. Dạ. Họ rất là dễ thương. Thế nên ngày hôm nay với cái sự dễ thương này, có phải là chiến thuật của các bạn đến với chương trình Đùa Như Thật hay không? Dạ. Hôm nay thì em đến đây với một tiêu chí là em sẽ chơi bằng tất cả sự hồn nhiên của bản thân mình. Em thì em đơn giản thôi, em không có sự hồn nhiên, với lại em không có chơi bằng tất cả được. Em chỉ quan trọng là mình thắng thôi. Chào đón Gin Tuấn Kiệt và Tam Triều Dâng. Xin mời các bạn. Dường như là 4 người chơi đầu tiên khá là hiền lành, đáng yêu. Không biết là cặp đôi tiếp theo thì có khuấy động được sân khấu hay không. Xin được giới thiệu cặp đôi Kháng Ngân và Trương Quốc Bảo. Bảo ơi, cái lắc nó hơi kỳ nha Bảo. Bảo cái này giống như bị bệnh đó chứ không phải là tạo dáng đâu nha. Ủa, hôm nay không có song luân hả mà đi với Trương Bảo? Song luân đi ra trận rồi bị sao rồi. Đi ra trận xong rồi quay trở về bị thương nhẹ thôi, vô gặp bác sĩ đi luôn. Đi luôn rồi à? Ôi rồi đi luôn rồi à? Đời bác sĩ là chỉ bị cho leo cây thôi, cho nên giờ bác sĩ là thích ai là cứ dắt đi theo, không có quan tâm gì hết trơn. Em đang đi học nghề, em làm y tá phụ cho cổ. Hôm nay cứ mặc đồ trắng nè. Để. Nhưng mà ngày hôm nay y tá ở đây không có tác dụng nha. Dạ đúng rồi. Tới đây là phải thách đố tất cả những người còn lại bằng những cái chiến thuật và lý luận riêng của bản thân mình. Thứ nhất là để bảo vệ mình đúng không ạ? Và thứ hai là tìm đồng minh. Anh yên tâm, tí mà y tá hay là bác sĩ mà thấy ai nghi ngờ là lấy kim ra chích liền. Nói được tiếng Việt rồi nè, một tràng hỗ tay cho Trương Quốc Bảo và Kháng Ngân. Xin mời các bạn về vị trí bên này ạ. Và cặp đôi cuối cùng sẽ là một cặp đôi đến từ hai chàng trai có một cái sự chênh lệch nhau. Chênh lệch như thế nào thì chúng ta hãy cùng nhau chào đón người mẫu diễn viên Tuấn Trần cùng với diễn viên Phát La. Tại sao không ghép em với mấy bạn nữ này ta? Ai biết đâu nè. Thôi mình xuống không đi, cái môn để trật xương khớp. Ok em. Lời đầu tiên xin cho Phát La gửi đến với duyên hai họ và dòng họ hai bên một lời chúc sức khỏe và chào trọng nhất. Xin chào tất cả khán giả. Hôm nay tới với chương trình này Tuấn rất là vui, xin hết. Đáng yêu quá, tôi dắt bạn mình về đi Tuấn Trần. Ủa bạn có tay cho Phát La không cần nói gì em về cho nói luôn hả? Về đi em. Không cần phải nói gì nhiều trơn á, đúng rồi. Bây giờ nè, chúng ta bắt đầu đến với những phần quan trọng nhất để chúng ta có thể có cơ hội lập luận nói nhiều hơn ở những vòng trong của Đùa Như Thật tuần này. Và đầu tiên trước mắt thì chúng tôi sẽ dành tặng cho 8 người chơi ngày hôm nay thẻ phân vai của mình. Và để xem các bạn là người giữ thẻ phân vai gì. Xin mời. Bóc thăm nha. Bóc thăm xong các bạn khoan hẳn xem nha. Để trong người thôi, bóc thăm giữ đó. Rồi, để đó, khoan xem, để các số vô trong. Đúng rồi, khoan coi nha. Rồi, bóc thăm thôi mà. Khoan hẳn xem, ok. Trước khi em bóc á, cho em hỏi cái thường là cái nằm ở vị trí nào là sẽ thắng anh? Vị trí này nè. Bóp đi, bớt thả thính nhau lại. Túc lá phai hả? Mỗi người sẽ có một tấm thẻ phân vai và chúng ta sẽ coi sau ít phút nữa thôi. Ủa anh, em có được lựa chọn không anh? Đưa con số vào trong. Được, hai bạn lựa chọn đi. Người một, người hai. 1, 2, 3. Rồi em chọn trước. Cũng vậy à. Bình tĩnh nha. Theo sự chỉ đạo của Minh Xù là các bạn làm theo nha. Chúng ta sẽ phải diễn xuất ngay bây giờ để đánh lạc hướng tất cả các người còn lại. Đó. Và bây giờ mình xem tuần tự ha. Rồi, xin mời Tam Triều Dâng lên xem thẻ phân vai của mình. Các bạn hãy nhìn thật kỹ nét diễn của Tam Triều Dâng đây. Bắt cái cận nè. Coi đi em, đừng cười nữa, người ta nói mình khùng. Đùa. Đùa rồi. Em nói từ đầu đó, em đến đây bằng tất cả sự hồn nhiên của bản thân mình. Dạ, cảm ơn bạn, một tràng pháo tay cho Tam Triều Dâng về chỗ. Có hồn nhiên hay không nhá, chúng ta chờ đợi. Rồi thôi, một cô gái bên này thì mời luôn Kháng Ngân bên này qua đây xem luôn. Vừa vui vừa hồi hộp á. Vậy hả? Em coi đi. Em vui vậy luôn hả? Dạ rồi, em coi xong rồi. Yeah. Xin mời Trương Đăng Dũng. Rồi, em muốn nói gì không? Em có phải nói cái này ra không? Ai biết được em? Biết đâu được, em nói nhưng mà người ta có tin hay không là chuyện khác. Bây giờ nhưng mà em là đùa mà nói là mọi người biết hết rồi sao? Thì đúng rồi, thì cho nên là em phải có cái chiến thuật riêng của mình chứ. Nhưng mà em nói mất tiêu rồi còn đâu. Nói mất tiêu rồi hả? Rồi. Đùa các bạn. Bên này. Ai à? Ok. Em ha. Mời Tuấn Trần. Đứng. Không, anh không đứng với em. Vậy em, mình đứng cái nhau được không? Được chứ, mình bằng nhau mà, bên kia cao lắm. Hay nghi quá. Ông coi ông lật ngược ra, ông kéo lên khán giả thấy hết. Rồi, yeah. Rồi, ok về. Yeah. Thiệt không? Thiệt không hay giỡn. Lát đi rồi biết. Lát nữa rồi biết đúng không? Oti lên luôn đi. Cậu này thì hiền lành. Gì á? Rồi. Ủa chuyện gì mới xảy ra vậy anh? Em coi thấy không? Xong rồi ạ. Ok rồi, thôi cũng được, cái đó là chiến thuật của Oti cũng được. Bảo. Đây, chủ nhân của những nét rất nhạt nè. Anh xin lỗi em. Vậy thì sao em quay được hình? Anh xin lỗi em. Vậy thì sao em quay hình được? Nhưng biết được, anh đang đánh lừa giùm em đó. Cảm ơn anh. Đó. Ôi trời ơi. Trời, cẩn thận, đừng có lật ra nha. Trời ơi. Ủa là mày về luôn hả? Hồi nãy anh Xù mới giới thiệu cái nét rất nhạt rồi còn ráng diễn thêm cái nét bởi vậy còn ráng diễn một cái nhạt quá nhạt thôi, vỗ tay cho em nó mặt hồi. Gin ơi, đi đâu rồi Gin? Xong rồi. Coi xong rồi đó. Cái vậy? Em coi xong rồi. Trong quá trình là thì em muốn an toàn cho em phải đứng sau lưng anh luôn á. Nhưng mà mọi người thấy không? Không thấy. Em thấy không? Em thấy. Bây giờ em nói một câu với cái thẻ phân vai của mình. Bé nó nói rồi anh ơi. Bé nó nói rồi đó. Dịch sang tiếng Việt, tôi không muốn nói gì thêm nữa. Đó. Rồi, người cuối cùng, Phát La. Cao lên để người ta thấy. Con số gì đây cơ đó? Con mấy gì đây? Không có số đâu. Để xuống. Ủa là rồi đó hả? Đâu? Là cái chữ đó đó hả? Đúng rồi, chữ đó đó. À. Được không? Ổn không? Ok, ổn anh. Ổn anh. Chúc em thành công nha. Ok, cảm ơn. May mắn lắm. Dạ, rồi, lạnh lắm anh ơi. Ừ, lạnh lắm. À, em có thể nói một câu không? Nói một câu được chứ em. Đề nghị chương trình đổi MC đi.